ba phi hành gia lên trạm không gian quốc tế. Tuy bị trễ hơn dự trù, nhưng phi hành gia Hoa Kỳ, ông Stephen Swanson, và hai phi hành gia người Nga, ông Alexander Skoltsov và ông Oleg Artemyev, đã lên đến trạm không gian quốc tế ISS trong ngày hôm qua. Theo chương trình, các phi hành gia đã lên trạm từ 2 ngày trước, nhưng phi thuyền Soyuz đã bị trở ngại máy móc nên đã bị chậm trễ. Một phát ngôn viên của cơ quan NASA nói rằng phi thuyền đã lên đến và đậu trên trạm không gian mà không có trục trặc nào vào lúc 23 giờ 53 phút theo giờ quốc tế, sớm hơn thời gian dự trù 5 phút. Phi thuyền đã được phóng lên từ trạm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan cách đây 2 ngày và bình thường chỉ mất 6 giờ bay sẽ lên đến trạm ISS. Nhưng sau 2 giờ bay, phi thuyền đã gặp trở ngại máy móc, không thể khai hỏa một hỏa tiễn, dẫn đến chậm trễ, phải chờ đến cơ hội đậu vào kế tiếp là vào hôm qua. Chương trình cộng tác không gian giữa Nga và Hoa Kỳ đã không bị ảnh hưởng bởi sự bất đồng giữa hai nước về việc Nga đã sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ của mình. Sau khi đội phi thuyền con thoi về hưu vào năm 2011, Hoa Kỳ đã phải mướn phi thuyền Soyuz của Nga để đưa các phi hành gia lên trạm ISS. NASA đã phải trả cho Nga hơn 63 triệu Mỹ Kim cho mỗi phi hành gia.